Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Yên Bái thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Đây là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 16 tháng 10, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa khám phá thành công chuyên án 298T, bắt quả tang Sùng A Tủa và Sùng A Co cùng ngụ tại tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua quá trình trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm về ma túy. Xác định đây là nhóm người có hoạt động tinh vi và phức tạp, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này. Sau một thời gian xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp đấu tranh, ngày 11 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Sùng A Tủa và Sùng A Co khi đang mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 20 bánh heroin khối lượng 6,678 kg và 9,665 kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái, đây là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Vụ án đang được điều tra, làm rõ. Phát hiện bom trong trường, hơn 600 học sinh phải nghỉ học. Sau khi phát hiện một quả bom tại khu vực xây dựng trường học, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai đã tạm thời cho học sinh trường tiểu học Bảo Hà và trường mầm non Bảo Hà nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tối 16 tháng 10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết, vào 15 giờ ngày 16 tháng 10, trong khi san ủi mặt bằng để xây thêm lớp học tại khuôn viên trường tiểu học số 1 Bảo Hà, công nhân vận hành máy xúc bất ngờ phát hiện quả bom chưa nổ, vùi sâu trong ta luy dương, cách mặt đất khoảng 4 mét, phía ngoài nổ nhô ra khỏi vách ta luy chừng 0,3 mét. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hà đã yêu cầu dừng toàn bộ việc thi công san gạt mặt bằng, tạm thời cho học sinh trường tiểu học số 1 Bảo Hà với 391 học sinh, trường mầm non Hoa Sen với 246 học sinh nghỉ học. Hai hộ dân đang sinh sống cạnh khu vực có bom chưa nổ cũng được yêu cầu di rời. Vụ việc cũng được báo cáo về huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên theo quy định. Hiện, lực lượng chức năng tiến hành rào đóng cổng trường học, căng dây khoanh vùng nguy cấp, căng dây khoanh vùng nguy hiểm, thắp sáng khu vực có bom vùi, cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường 24/24 giờ, đảm bảo an toàn chờ xử lý. Trước đó, quả bom nặng hơn 300 kg bất ngờ phát lộ sau mưa lũ tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Xuân Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái cho biết, khoảng 7 giờ 15 ngày 7 tháng 10, người dân phát hiện một quả bom bị mưa lũ cuốn theo đất đá trôi xa, nằm ở mép bờ suối. Vị trí này cách cầu đường sắt, cầu Trạ tại thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên khoảng 70 mét. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, đây là loại bom Mỹ thả trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào giai đoạn 1968-1970. Vỏ bom đã rỉ sét, có đường kính là 0,42 m, chiều dài 1,2 m, trọng lượng 340 kg. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tạm thời di chuyển đến nơi an toàn. Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã làm các thủ tục bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Thái, canh gác, bảo đảm an toàn để làm thủ tục hủy nổ quả bom. Tại Quảng Bình, ngày 4 tháng 10, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cùng tổ chức nhân đạo Golden West, dự án Peace Trees Việt Nam Quảng Bình phối hợp xử lý thành công quả bom nặng 337 kg. Trước đó, trong lúc đào đất ở khu rừng tràm ở thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người dân địa phương đã tá hỏa khi phát hiện quả bom nói trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.